Mi sẽ về có là cá lóc nè, khô cá lóc xí dẻo nha. Còn cá sặc trứng một nắng, bây giờ chị thấy là quay video này đúng không? Cá sặc trứng một nắng nha, con này là một nắng còn trứng thì nhá. Thì một túi cái này là nửa ký nó khoảng là 5 con, bỏ đầu hết rồi. Đây là cái trứng cá sặc đó chị. Trứng cá sặc nha. Đây là con cá một nắng nó có trứng. Thì cái món này là mình chiên cơm rất là ngon nha. Và cái món này là chị phù hợp cho các anh chị ăn ở đây nè. Còn nếu chị mà đi nước ngoài á, đem đi á là phải đông lạnh nóng một xốp nha. Tức là cái sản phẩm này là không thể đưa theo Mỹ được nha. Mà chỉ nó là một nắng. Rồi, có anh chị cũng hỏi mình là cá sặc trứng một nắng có làm khô được không? Thì sẵn sàng con chia sẻ nha. Tại vì con cá sặc này nó có cái trứng. Cái trứng này có sấy cỡ nào thì trong bụng nó vẫn còn ẩm. Nên nó không có khô. Nên mình gửi đến LD nước ngoài sẽ bị hư vậy nha. Nên là con cá này chỉ là một nắng chứ không là khô. Còn nếu mà mình muốn làm cá sặc khô là mình phải bỏ cái trứng này đi. Mình phải bóc hết cái trứng này mình bỏ đi. Đó, chính vì sao mà chị thấy cái giá cá sặc nó hơi cao rồi. Và khi mà làm cá sặc khô là mình phải bỏ hết cái một cái trứng này ra, bỏ hết ra. Thì nó rất là hao ký nha. Thấy một con này là nó cũng gần 50g trứng rồi. Đó, một làm một ký thì là hao lắm. Rồi nha, đây là cá sặc trứng một nắng nha. Đây cá dứa sấy dẻo, cái món này là hầu như là thứ ba, thứ năm, thứ bảy nào khi đi về hàng mới có tháng này hết trơn nha. Mình sẽ có hai cái tấm gói là đây là túi hai con này, nó khoảng một ký ha. Anh chị coi đi về nhập hàng về biết rồi ha. Thì cái cá này là mình sấy khô dẻo rồi, mình sấy và chiếm đi cực kỳ nhiều khi sinh sạch sẽ luôn. Thì cái này là đi Mỹ được nè, hoặc là anh chị nào mà đem cá dứa đi mà cái ít á, mình lấy cái loại này mình đem đi nước ngoài rất là tiện nha. Nó sấy khô rồi nó cứ dày và nó chân tâm rồi nhả mát xong rồi mình làm đầy đủ rồi cái đóng mình lấy đi thôi. Đi rất dễ. Còn những cái hàng này muốn đi ấy, là phải đông lạnh đóng một số mới đem đi được nha. Rồi thì cái dứa mình sẽ có hai size, anh sẽ có hai loại, một là một túi hai con, túi hai con là khoảng một ký. Và nếu anh chị nào mà thích mà nó vừa vừa hơn á, tức là qua nước ngoài mình cho người này người kia mà nó vừa vừa tiền hơn thì mình sẽ có một cái tấm gói là một túi một con. Thì một con cái này nó khoảng từ 5 lạng đến 7 lạng nha. Thì cá này rất là đẹp, rất là ngon luôn. Ừ, cá mày rất ngon chị nha, cá cá đẹp lắm. Hôm nay là cá toàn màu, chủ yếu là như cái ao mình đẹp toàn là từ 5 lạng đến 6 lạng đó chị nha. Đây là số một ký là hai con, cá hôm nay rất đẹp. Lô cá hôm nay ngày 7 tháng 12 rất đẹp chị nha. Đó, 5 lần 7 của một cá tinh như một tinh, rất là đẹp, rất là tốt luôn. Cua rất đẹp nha. Ồ, ok, thì một túi nói chung là một con khoảng 5 lạng đến 7 lạng đó chị. Tại vì cá này là mình sấy khô rồi nên là nó nhỏ, nó nhẹ, không phải nó nhỏ, nó nhẹ lạng lạng đó. Chị đâm cho cá này là nếu mà làm nắng là khoảng 9 lạng, còn mình làm sấy khô dễ thì nó chỉ còn 5 lạng 8 thôi, bởi vì nó sẽ mất nước, nó bay mất cái nước đi, nó nhẹ lạng lạng chứ con cá này là mình bay. Thì cá này là mình đem đi vô tư, là mình như thế này có kinh phong đó mình đi đi thôi. Còn nếu mà chị muốn đem cá dưới một nắng á thì mình cần phải đâm là tấm thùng xốp nhé. 2-3 ký thì đóng thùng xốp đi nước ngoài nó không bị lạnh cũng tốt. Anh chị lấy cái bài này em đi có suy nghĩ hơn nha. Rồi, thì hôm nay là thứ bảy ngày 12 thứ bảy, thứ năm ngày 7 tháng 2 thì cô đi về cá lóc sấy dẻo nè, cá sặc trứng một nắng và cá dứa sấy dẻo. Cũng làm quay video cập nhật hàng hóa mới về. Nên chị yên tâm là mình muốn con cá đấy ăn trên đây nè, là quà biếu đi nước ngoài là luôn con cá mới cho mình nha. Và đặc biệt đó là chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi là có Tết Nguyên Đán rồi. Nên là nhu cầu của bữa cô cá càng với mức mức Tết đi cho người thân ăn Tết nó khá là nhiều. Đó, nên là cô đi luôn có hàng mới cho mình, nên chị cứ đi. Bởi vì qua tới đó thì người nhà mình nó ăn liền lâu, phải để dành ăn dần dần, nên là cần cá mới để dành được lâu ha. Thì con đi luôn cái con mới nha chị nha. Rồi còn nếu chị mà muốn thì gửi bánh gửi các loại khô cá, mực khô, tôm khô cho người thân ăn Tết, kèm thêm các loại bánh kẹo, bánh mứt này nọ ăn Tết ấy, dừa bí hạt dưa rồi đó, thì cứ gửi qua văn phòng cô Điên thì cô Điên sẽ hỗ trợ gửi đến nước ngoài cho mình luôn nha. Nên chị muốn gửi thế nào thì cứ gọi hotline hoặc nhắn Zalo để cô Điên tư vấn cho mình nha. Cô xin chào chị ha.